Xin chào các bạn đã quay trở lại với lại chuỗi chuyên đề nói về tính cách của 10 ngày sinh. Ở video trước chúng ta đã nói về ngày sinh Bính Hỏa. Trong video này chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói về ngày sinh Đinh Hỏa. Thì cũng là hỏa thôi, nhưng mà Đinh Hỏa lại nói về âm hỏa. Nếu như các bạn muốn tưởng tượng thì Đinh Hỏa nó tượng trưng cho nến, tượng trưng cho đèn cầy. Ngày sinh Đinh Hỏa cũng giống như là lửa cháy. Đây là hỏa bị hạn chế, ngược lại với lại Bính Hỏa là hỏa mặt trời. Người Đinh Hỏa thường bí mật và tinh tế. Tính cách của họ thường không phải là dạng ồn ào và họ thường không có gai góc. Trong nhiều trường hợp thì người Đinh Hỏa rất là tinh tế, hấp dẫn, lịch sự, can đảm và duyên dáng. Họ có vẻ ngoài thường hơi bảo thủ một tí. Thì có rất nhiều người nghĩ đến Đinh Hỏa, ngày sinh mà lửa thì họ nghĩ là đây chắc hẳn là một người rất dễ nóng giận, rất là dễ gây ra nhiều chuyện cãi vã hoặc là dữ dằn. Nhưng mà khi mới tiếp xúc á, thì người Đinh Hỏa lại tỏ ra có vẻ hơi lạnh lùng và điềm đạm. Đó giống như hình ảnh của một ngọn nến á. Nhưng mà khi mà họ quen biết thân hơn, ví dụ như khi bạn đứng gần một ngọn nến hơn, bạn đưa tay vào trong gần một cái lò sưởi, một cái đống lửa, thì bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ họ. Họ thuộc tiếp người, nếu mà thân quen thì hay cười tươi, đùa giỡn và biết trở thành một cái nguồn vui trong một cái bữa tiệc. Thì người Đinh Hỏa rất là tinh tế và duyên dáng. Thì hỏa là tượng trưng cho yếu tố liên quan đến lễ. Họ là người biết lễ nghi. Họ cũng thích những cái chuyện về liên quan đến tâm linh, về tôn giáo. Bạn nhớ không, khi mà đốt lên một đống lửa đi, một đám lửa vào ban đêm, thì những người bạn ngồi xung quanh sẽ cùng kể với nhau những câu chuyện liên quan đến tâm linh, những trải nghiệm liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ, đúng không? Và hỏa cũng tương tự, nó tượng trưng cho sự ấm cúng, tượng trưng cho cái hơi ấm tỏa ra. Như lần trước chúng tôi đã có nói, Bính Hỏa là hỏa mặt trời, tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc. Thì người Đinh Hỏa họ cũng rất là vui vẻ, cũng rất là thích tỏ ra là ấm áp và quan tâm đến người khác, cũng như là họ chú ý đến nhu cầu và sở thích của người xung quanh. Họ là người rất là tinh tế trong cái suy nghĩ và thích ngẫm nghĩ những cái vấn đề liên quan đến triết học, liên quan đến học hành. Thì ngày xưa Đinh Hỏa nó tượng trưng cho đèn. Thì khi mà sĩ tử học vào ban đêm thì chắc chắn là cần phải có một ngọn đèn. Do đó Đinh Hỏa ở trong các cái môn, kể cả kỳ môn độc giáp hay là liên quan đến bên Bát Tự, thì chúng ta hay nói đến Đinh Hỏa tượng trưng cho sự yêu thích về học hành, sự yêu thích về lễ nghi. Tại vì Đinh Hỏa là ngọn nến, nó cũng thường xuất hiện trong những dịp như thế nào? Những dịp ví dụ như là đám cưới, hoặc là những cái nghi thức về tâm linh, người ta cần đốt nến, hoặc là những cái buổi tiệc tối lãng mạn giữa hai người, người ta cũng cần đốt nến. Thì Đinh Hỏa do đó tượng trưng cho sự lây lan về cảm xúc. Khi mà chúng ta muốn có một cái sự nồng ấm, có một sự không gian, có sự ấm cúng thì chúng ta đốt nến. Đinh Hỏa là những cái người mà họ rất là nhạy cảm và dễ lo lắng sợ hãi. Trong nhiều trường hợp á, thì họ thích phân tích một tình huống theo những cái chiều hướng rất là rắc rối. Tuy nhiên á, thì đối với những cái việc học hành á, những cái kiến thức mới, thì người Đinh Hỏa là một trong những người rất là thích học. Rất là họ học theo cách truyền thống, hoặc là họ đăng ký vào các cái lớp học ngắn hạn hoặc là dài hạn. Họ học thông qua tất cả mọi thứ trên đời, qua tiếp xúc, qua kinh nghiệm, qua những cái kiến thức. Và họ cũng rất là cởi mở với những cái khái niệm, những cái quan sát, hay là thích là suy tư, suy ngẫm về những triết lý của cuộc đời. Người Đinh Hỏa cũng tượng trưng cho tôn giáo. Bạn nhớ rằng ở trong các tôn giáo á, như là đạo Phật, như là đạo giáo, như là đạo ông bà, thì bạn thấy luôn luôn đốt nhang, đốt hương. Do đó người Đinh Hỏa họ cực kỳ rất là chú trọng đến vấn đề về tâm linh. Họ tin vào tâm linh, họ tin vào tôn giáo. Người Đinh Hỏa cũng thường chú ý đến tiểu tiết và chính xác. Họ thích hướng dẫn cho người khác. Họ thích tìm hiểu những kiến thức mà gợi cảm hứng, cũng như những tia lửa nhỏ nó sẽ thắp sáng lên một cái đống lửa lớn, một đám cháy lớn. Thì người Đinh Hỏa rất thích đem lại cái sự ấm áp, cũng như là truyền động lực cho người khác. Khi mà bạn buồn á, giống như một đám lửa, một ngọn nến ở trong một cái vùng tăm tối có thể làm cho sáng bừng cả một cái căn phòng vào một đêm tối. Chỉ có một ngọn lửa nhỏ thôi, không ngạc nhiên khi những người Đinh Hỏa họ rất dễ trở thành những diễn giả nổi tiếng. Ở trong Bát Tự chúng tôi nghiên cứu thấy rằng ba cái người diễn giả khá là nổi tiếng đó là Tony Robbins, T.H. Eker và Robert Kiyosaki, tức là tác giả của cuốn Cha giàu cha nghèo, Tư duy triệu phú, hoặc là những người diễn giả nổi tiếng và giàu có nhất trên thế giới đó là Tony Robbins, thì đều có ngày sinh, cả ba người này đều có ngày sinh là hỏa.
thì đứng hỏa nó tượng trưng cho những cái diễn giả có thể tạo động lực và truyền cái cảm hứng cho người khác, làm cho người khác cũng có thể bốc cháy. Do đó những người này rất dễ đốt cháy cả một khán phòng, làm cho rất nhiều người hào hứng nhảy theo, học hỏi và họ cảm thấy được truyền lửa. Người đính hỏa nói chung thì thích truyền lửa và thích cung cấp ánh sáng cũng như những sự gợi mở, những cái kiến thức mới cho những cái người xung quanh. Họ cũng là người rất là nguyên tắc và kiên nhẫn, ngăn nắp. Tuy nhiên á, họ có thể đi từ thái cực này sang thái cực khác. Có thể là họ bình thường là một người rất kiên nhẫn, ngăn nắp, nhưng mà có thể đột nhiên khi mà cần phải vội vã thì họ lại trở nên hấp tấp, và họ trở nên là chúng ta có thể gọi là bập chọp, hoặc là vội vã dẫn đến là quên trước quên sau, mặc dù là bình thường là rất cẩn thận. Thì đây là một trong đặc điểm của đinh hỏa. Cái tính cách của họ không có sự ổn định. Do bạn để ý nè, đinh hỏa đó, thì đó là hỏa mặt trời. Mặt trời buổi sáng mọc lên ở đằng đông và lặn xuống ở đằng tây. Tuy nhiên á, đinh hỏa nó giống như một ngọn nến trong gió đó. Khi mà gặp cái chuyện khó khăn hoặc là gặp những cái trở ngại trong cuộc sống, những sóng gió trong cuộc đời á, thì cũng giống như một ngọn nến trước gió thôi, thì nó bị dao động. Lúc thì theo chiều này, lúc theo chiều khác. Có lúc thì nó bị thổi gần như tắt hẳn, có lúc thì nó lại cố gắng vùng lên. Do đó khi mà gặp khó khăn á, cái tâm trạng của họ, họ dễ lo lắng lắm các bạn. Cái người đinh hỏa họ rất là dễ sợ hãi và lo lắng. Do đó nếu mà bạn thấy một cái người bạn nào của mình là đinh hỏa, thông thường thì họ sẽ rất là vui vẻ khi mà họ có năng lượng tràn đầy. Tuy nhiên khi mà họ gặp khó khăn, bị dội cho một gáo nước lạnh, ví dụ như là có một biến cố nào đó đau buồn xảy ra đến trong cuộc đời, có một người thân nào đó vừa qua đời, thì họ sẽ có xu hướng là tắt hẳn lửa lòng. Họ không đủ cái động lực để nở được một nụ cười trên môi. Và bình thường thì họ sẽ luôn luôn là người chọc cười cho cả một đám đông, cả một nhóm bạn. Tuy nhiên khi mà họ mất tinh thần á, thì họ rất cần người xung quanh để đốt lên ngọn lửa của chính mình. Tại vì khi một cây nến mà bị dập tắt đi thì nó không thể nào tự đốt lên lại các bạn. Mặt trời có thể gặp một trận mưa, nó có thể lặn bóng đi, nhưng mà ngày hôm sau thì nó lại mọc lên huy hoàng và rực rỡ như chưa từng bị một cái cơn mưa nào cả. Tuy nhiên đinh hỏa đó, nó cũng giống như một ngọn nến đã bị ướt rồi, đã bị dội cho một gáo nước lạnh, thì nó cần có một cái sự mồi, sự chêm từ những người bạn bè, những cái người thấu hiểu họ xung quanh để tạo động lực cho họ sống tiếp. Nếu không, người đinh hỏa khi mà họ tuyệt vọng á, họ rất dễ nghỉ quẩn, tại vì họ đã tạt mất đi hết toàn bộ cái năng lượng, toàn bộ cái sinh khí của họ. Người đinh hỏa cũng giống như những người nghệ sinh khác á, thì một điểm rất là đặc biệt chỗ này nè, thì họ tỏa sáng cho những người xung quanh. Tuy nhiên khi ngay khi họ tỏa sáng thì họ đồng thời cũng tự tiêu diệt bản thân mình. Người bính hỏa năng lượng họ cực kỳ là lớn, cực kỳ là rộng lớn, cực kỳ là bao la, giống như mặt trời á, không bao giờ nó cạn kiệt cả. Do đó họ có thể vô tư giúp đỡ nhiều người, nhưng mà họ không bao giờ cạn kiệt một sinh lực. Họ có thể buồn đó, có thể thất vọng, nhưng mà sau đó họ sẽ tự hồi phục được. Nhưng mà người đinh hỏa đó, thì khi mà họ giúp đỡ người khác thì họ cũng đồng thời tự làm cho mình bị mất đi cái nguồn năng lượng. Do đó thì họ cần phải nhớ rằng họ cũng cần có được một cái sự bổ sung về kiến thức, về cái năng lượng, về cái cảm xúc để họ có thể tiếp tục làm những cái công việc phù hợp với họ. Một trong những cái công việc mà chúng tôi gợi ý cho người đinh hỏa rất phù hợp đó là những cái công việc liên quan đến giáo dục, những cái công việc liên quan đến truyền cảm hứng, những cái công việc liên quan đến tâm lý nhiều hơn. Thì ngay khi làm những cái công việc đó thì họ cảm thấy là ý nghĩa, tại vì họ được soi sáng cho những cái người đang u mê, những cái người đang ở trong bóng tối không nhìn thấy được lối đi, thì đinh hỏa chính là ngọn đuốc dẫn đường. Tuy nhiên họ cũng cần phải là bổ sung thường xuyên cái kiến thức và những nguồn năng lượng để mình tiếp tục mình có thể cháy lâu dài và giúp đỡ được cho nhiều người hơn là chỉ trong ngắn hạn. Người đinh hỏa đó thì có xu hướng phán xét rất là nhanh. Họ ít khi suy ngẫm về những quyết định của mình. Sự nhanh nhẩu đó của họ thì có thể đem lại cho họ cái hậu quả, nhất là liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến tài lộc á, tiền bạc. Tại vì cái người đinh hỏa đó thì tài lộc của họ đó là kim. Thì nếu mà hỏa cháy quá nhiều thì nó sẽ làm tiêu diệt hết kim, nó sẽ làm tan chảy hết tân kim là vàng bạc của họ. Do đó những cái quyết định nhanh nhẩu của họ có thể là gây cho họ nhiều cái tổn thất về mặt tài chính. Ví dụ như là họ đang bị quá sợ hãi chẳng hạn, họ hoặc là khi họ quá tham lam, nhìn những cái chứng khoán hay là những cái giá trị tài sản nào đó
bốc lên trong thời gian ngắn thì họ cũng vội vàng. Tại vì đính hỏa hay bính hỏa đi thì đều là hỏa. Hỏa là yếu tố của cảm xúc chứ không phải là yếu tố của lý trí. Do đó thì nếu như họ để cho cảm xúc dẫn dắt thì họ rất dễ đốt cháy cả một tòa nhà. Họ rất dễ nóng giận và họ rất dễ hồi hộp cũng như là ra những quyết định mạo hiểm trong việc đầu tư, kinh doanh hoặc là bất cứ việc nào. Thì khi mà họ bình tĩnh lại á, khi mà lửa nguội đi thì họ sẽ cảm thấy là hối hận tại sao lúc mà đó mình lại nóng giận hoặc là mình lại bốc đồng quá, hoặc là mình lại quá phấn khởi mà mình ra những quyết định sai lầm. Trên đây chúng tôi vừa trình bày qua một vài đặc điểm của người ngày sinh đinh hỏa, còn rất là nhiều yếu tố nữa. Nếu các bạn quan tâm đến những yếu tố liên quan đến tài lộc, kinh doanh, dụng thần, những cái ngũ hành cần thiết đối với người đinh hỏa, hoặc là vấn đề về hôn nhân, vấn đề tình cảm của họ, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để mà đặt cái quyển sách gọi là Tính cách của 10 ngày sinh. Thì qua đó các bạn có thể hiểu hơn được chính mình và bạn bè, người thân cũng như là những cái người xung quanh mình, để có thể tìm ra cách giao tiếp tốt hơn, phù hợp hơn. Như Tôn Tẩn đã có nói mà, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi các bạn hiểu được một người nào đó không chỉ là quen nét mặt bên ngoài, qua cái sự phán đoán của mình mà mình dùng cái bộ môn đã có giá trị rất là lâu, hàng trăm năm, thì đó là bộ môn nghiên cứu về mệnh lý bát tự. Thì chúc cho các bạn có thể ngày càng hiểu thấu được những người xung quanh để đạt được cái mức độ giao tiếp thành công hơn và yêu thương những người xung quanh chúng ta nhiều hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái ngày sinh tiếp theo, đó là ngày sinh Mậu Thổ nhé.